Dạ, xin chào tất cả cô chú anh chị. Thì hôm nay shop Hoa Lan lại tiếp tục đăng bán cây ngọc điểm hàng nụ. Đây, nụ to bằng hạt gạo. Thì hôm nay thì sẵn đang còn xếp ra để giao cho khách. Thì con sẵn con quay bán luôn. Thành ra là nó hơi tối một chút so với là quay ở ngoài vườn. Thì mong cô chú anh chị thông cảm nhé. Thì cây này hiện tại con đang bán là 3 chậu, một chậu ngọc điểm như vậy á, là giá 80.000 một chậu. Đó, hàng 4 cặp lá. Cô chú anh chị mua từ 3 chậu thì con sẽ bao ship cho cô chú anh chị. Và hàng nụ thì nó tầm 1 đến 2 nụ như hình hạt gạo về mình chơi. Tại vì ngọc điểm thì nó sẽ ngâm nụ tầm khoảng 3 tháng, 3 tháng hơn. Đó thì cây đều đẹp như hình.